Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em quay trở lại với chiến dịch lập trình văn học của Học văn chị Hiên. Hôm nay là buổi số 2 của chiến dịch này. Bạn nào vào học cùng với chị, chúng mình nhanh chóng điểm danh ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào các bạn. Rồi, hiện tại chị đã có mặt ở đây rồi. Và đúng với cả lời hẹn của chúng ta là cứ 12 giờ thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật tuần này, chúng mình sẽ cùng nhau học ở trong chiến dịch lập trình văn học. À, rồi chị đã thấy có những bạn đầu tiên vào học rồi đây. Xin chào Thùy Dung, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các em trong buổi số 2 của chiến dịch lập trình văn học. Trong buổi số 2 này thì chị tiếp tục hướng dẫn các bạn chúng ta thiết lập dàn ý khi phân tích thơ. Nhưng mà chúng mình sẽ đến với phần thơ hiện đại. Ôi, hôm qua là chúng ta đã cùng với nhau thiết lập và ghi lại một số những cái điều cần chú ý khi chúng ta lập dàn ý phân tích những tác phẩm văn học trung đại, đúng không nào? Và cụ thể là 8 câu cuối trong đoạn trích Kiều Lầu Ngưng Bích. Thế thì trong buổi hôm nay, chúng ta sẽ đến với cái phần mà vậy khi mà chúng ta lập dàn ý, khi phân tích một tác phẩm thơ hiện đại đi, thì chúng ta cần chú ý những điều gì, làm theo những bước như thế nào để đảm bảo dàn ý đó vừa tiết kiệm thời gian, lại vừa giúp cho chúng mình có được một bài viết hoàn chỉnh, đầy đủ và cặn kẽ, được không nào? Rồi, xin chào các bạn. Và vẫn giống như là quy định ngày hôm qua chúng ta đã thống nhất với nhau là sau buổi hôm nay các em sẽ được nhận tài liệu. Thế nhưng tài liệu là chỉ dành cho những bạn thực hiện đầy đủ các bước. Thứ nhất là chúng ta chụp ảnh màn hình ngay lúc mà chúng mình đang xem phần phát trực tiếp để chứng minh là chúng ta có xem phần phát trực tiếp này, được không nào? Những ảnh hợp lệ là những ảnh mà có hình ảnh mắt xem ở góc bên trái của màn hình. Rồi, bước thứ hai là các bạn chia sẻ phần phát trực tiếp cả buổi hôm qua và buổi hôm nay nhé. Thứ ba là các bạn tag tối thiểu 5 bạn bè của mình vào trong phần bình luận giúp chị. Ok chưa? Rồi. Đó, tài liệu ngày hôm nay thì một lát nữa chị sẽ bật mí để cho các bạn hình dung là chúng ta sẽ được nhận tài liệu như thế nào. Được không? Rồi, các bạn đã vào học đông đủ chưa nhở? Ok, rồi đấy, nhớ là chia sẻ phần phát trực tiếp này và tag bạn bè của mình vào nhá. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến với phần lập trình văn học với một nội dung, đó chính là khi chúng ta phân tích thơ hiện đại. Khi chúng ta phân tích thơ hiện đại thì khi mà chúng mình lập dàn ý thì cần phải chú ý điều gì, được không? Khi chúng mình lập dàn ý thì cần phải chú ý điều gì khi mà phân tích thơ hiện đại? Đó, bởi vì phần này số lượng các bài thơ hiện đại ở trong chương trình của chúng mình là rất nhiều. Chị có thể kể đến ví dụ như là Đồng Chí này, bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Ánh trăng, rồi Mùa xuân nho nhỏ, Viếng lăng Bác, Sang thu, Nói với con. Đúng không nào? Rất là nhiều các tác phẩm thơ. Và đây có thể coi là phần kiến thức rất trọng tâm trong chương trình của chúng mình. Để chúng mình viết được một bài văn phân tích với những đề bài phân tích thơ ấy, thì các bạn cần phải lập cho mình những cái dàn ý. Có thể dàn ý đó không cần quá chi tiết đâu, dàn ý mang tính khái quát thôi, nhưng nó phải đủ, được không nào? Nó phải đủ. Vậy như thế nào để đủ được trong quá trình chúng ta lập dàn ý thì bây giờ chúng ta sẽ khám phá cùng với chị nhá. Được không nào? Các bước để chúng ta lập dàn ý. Nhớ rằng là gì? Hôm qua chị đã chú ý cho các bạn rồi đấy. Cái dàn ý này là dàn ý của luận điểm phân tích thôi nhá. Cả một bài văn của chúng ta thì có rất nhiều những luận điểm, nhưng chiến dịch này thì tập trung vào luận điểm phân tích là luận điểm quan trọng nhất của một bài văn của chúng ta, được không? Còn những luận điểm khác thì chị cũng đã có những chiến dịch khác. Ví dụ phần mở bài, kết bài chị cũng đã hướng dẫn rồi này. Luận điểm khái quát tác giả tác phẩm hay là luận điểm đánh giá chị cũng đã hướng dẫn rồi. Ok chưa? Còn chiến dịch này thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào luận điểm phân tích thôi. Rồi, thế thì khi mà chúng mình bắt gặp và đối diện với một đề bài yêu cầu chúng ta phân tích về một đoạn thơ hay là phân tích về một nội dung nào đó được thể hiện trong đoạn thơ, thì khi mà chúng ta lập dàn ý chúng ta cần phải đưa ra các bước như thế nào? Thứ nhất, bước 1. Các em còn nhớ ngày hôm qua khi mà chị yêu cầu các bạn là chúng ta lập dàn ý phân tích một đoạn trích ở trong truyện Kiều không? Thì bước đầu tiên là chúng mình cần phải đọc toàn bộ, đúng chưa nào? Chúng ta phải đọc toàn bộ cái đoạn mà đề bài cho đấy thì chúng ta xác định được nội dung chính là gì. Ok chưa? Đến với phần thơ hiện đại cũng như vậy, các bạn phải giúp chị chúng ta đọc toàn bộ và xác định nội dung chính. Của đoạn thơ là gì?
Được không nào? Ví dụ một đoạn thơ, ví dụ như là 7 câu thơ đầu trong bài thơ Đồng Chí, thì nội dung chính chính là cơ sở hình thành tình đồng chí. Đúng không? Đó, cái phần này nó sẽ đến từ đâu? Đến từ việc chúng ta học kiến thức nền. Ok chưa nào? Sẽ đến từ việc chúng ta học kiến thức nền. Thật ra ấy, thì nó sẽ xuất phát từ quá trình các em đọc hiểu, nhưng chúng ta chủ yếu thi vào các tác phẩm đã học. Thế nên phần kiến thức nền là một phần rất là hữu ích cho chúng mình, sẽ giúp cho chúng ta không cần phải tự mày mò khi mà đối diện với một đoạn thơ, đúng không? Thì đoạn thơ đó nó rất là quen thuộc với chúng ta rồi, nên sẽ giảm đi cái thời gian chúng ta tự mày mò, tự suy ra, tự khai thác nội dung của đoạn thơ, mà đều dựa trên những phần chúng ta đã học, dựa trên kiến thức nền. Phần này là lợi thế cho các bạn đấy. Về sau khi mà chương trình sách giáo khoa thay đổi thì có thể là chúng ta sẽ thi vào những tác phẩm chúng ta chưa học, mà chúng ta hoàn toàn phải dựa vào kỹ năng của mình đã có để khai thác nội dung của những tác phẩm mới hoàn toàn luôn. Thế nên rằng chị nghĩ rằng nhá, bây giờ chúng ta vẫn thi vào các tác phẩm đã học cũng là một cái điều rất là may mắn và lợi thế cho chúng ta đấy. Thế nên là cố gắng học chăm chỉ về kiến thức nền đi, nhớ chưa? Ok không nào? Rồi, đó, đấy là điều đầu tiên nhá. Bước 1, bước 2 này. Bước 2 là chúng ta sẽ chia bố cục phân tích cho chị. Chia bố cục phân tích. Nếu như cả đây, chúng ta hình dung đây là cả một đoạn thơ mà chúng ta cần phải phân tích nhá. Thì bây giờ chúng ta chia nhỏ cho chị xem là đoạn thơ này chúng ta sẽ phân tích theo cái chiều là đi từ câu đầu tiên cho đến câu cuối cùng, phân tích từng câu một hay là phân tích theo hình ảnh. Được không nào? Chúng ta sẽ chọn cái thứ tự phân tích. Có thể là đi theo từng câu một. Hoặc chúng ta có thể đi theo cái thứ tự là phân tích theo hình ảnh. Ví dụ như trong bài thơ Bếp Lửa thì có những đoạn thơ chúng ta phân tích theo hình ảnh sẽ đơn giản hơn. Ví dụ như là một đoạn thơ mà kỷ niệm của người cháu trong 8 năm sống cùng với bà đấy, 8 năm dòng cháu cùng bà nhóm lửa, tu hú kêu trên những cánh đồng xa, khi tu hú kêu bà còn nhớ không bà, vân vân. Thế thì trong đoạn thơ đó chúng ta phân tích theo hình ảnh, phân tích theo hình ảnh của tiếng chim tu hú này, phân tích theo hình ảnh của người bà, phân tích theo hình ảnh của người cháu thì sẽ dễ hơn so với việc là chúng mình phân tích từng câu một, bởi bởi là các hình ảnh ấy nó xuất hiện đan xen trong toàn bộ khổ thơ, chứ không phải là nó xuất hiện hết một lần xong rồi lại đến hình ảnh khác, không phải là xuất hiện hết nội dung này rồi mới đến nội dung khác, đúng chưa? Nên chúng ta có thể linh hoạt về mặt thứ tự phân tích nhá, được không nào? Còn bình thường thì chúng ta sẽ phân tích theo cái thứ tự là từng câu, tức nghĩa chúng ta sẽ chia ra. Đây, chị lấy ví dụ là chúng ta có 7 câu thơ đầu trong bài thơ Đồng Chí. Ok chưa? Thì ở 7 câu thơ này chúng ta có thể chia với một bố cục như sau. Chúng ta sẽ chia 2 2 2 1. Đúng không nào? Bởi vì sao? Trong 7 câu này nhá là cơ sở hình thành của tình đồng chí, và 2 câu thơ đầu là cơ sở đầu tiên là những người lính cùng chung cảnh ngộ xuất thân. Ý thứ hai, nội dung thứ hai thể hiện qua 2 câu thơ tiếp là những người lính cùng chung lý tưởng yêu nước. Rồi đến 2 câu thơ tiếp là việc mà những người lính cùng chung hoàn cảnh sinh hoạt và cuộc sống chiến đấu. Và cuối cùng, sau cả một quá trình như vậy, tình đồng chí đã được kết tinh. Đó, chúng mình sẽ phân tích như vậy. Ok chưa? Thế thì cái điều này làm như thế nào để mà em nắm được thứ tự phân tích đúng đây? Tất nhiên rồi, nó sẽ có hai cái yếu tố để giúp cho chúng mình xác định được thứ tự phân tích nhá. Đây, yếu tố đầu tiên là chúng mình sẽ đến từ kiến thức nền. Ok chưa? Chúng mình bắt buộc là phải học được kiến thức nền thì chúng mình mới biết là đối diện với đoạn thơ này em nên phân tích theo thứ tự ra làm sao. Có đoạn thơ thì sẽ phân tích theo bố cục 2, 2, 2, 1. Rồi cũng có đoạn thơ là phân tích theo bố cục 2, 2. Tức nghĩa là 2 câu 1, 2 câu 1. Cái này nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc chúng mình học kiến thức nền. Đúng không? Cái thứ hai là chúng mình còn phải phụ thuộc vào vấn đề nghị luận mà đề bài hỏi nữa. Ok chưa? Có thể là kiến thức nền chúng ta học với một cấu trúc làm sao phân tích cặn kẽ nhất, đầy đủ nhất, chi tiết nhất. Nhưng đi thi đề bài lại hỏi về một nội dung chính ở trong đoạn đấy thôi. Đúng không nào? Ví dụ như là trong khổ thơ thứ
trong câu thơ thứ ba của bài thơ Bếp Lửa, thì ở đó là kỷ niệm của người cháu nhớ về 8 năm sống cùng với bà. Trong đoạn thơ đó xuất hiện những hình ảnh là con chim tu hú này, xuất hiện hình ảnh người bà, xuất hiện hình ảnh người cháu. Đó, thế thì bây giờ đề bài thì không hỏi chúng ta một cách đơn giản là hãy phân tích khổ thơ đấy, mà đề bài yêu cầu chúng mình là phân tích hình ảnh người bà trong khổ thơ thôi. À, như vậy là chúng ta phải hoàn toàn bám sát vào vấn đề nghị luận, bám sát vào yêu cầu của đề bài hỏi là hình ảnh của người bà, để chúng ta khai thác kỹ được tất cả các câu thơ, tất cả các hình ảnh mà người bà xuất hiện. Đó, đúng không nào? Thì cùng một đoạn thơ có thể vấn đề nghị luận nó sẽ khác nhau. Xoay quanh một đoạn thơ như thế này, đây, xoay quanh 7 câu thơ đầu trong bài thơ Đồng Chí, thì đề bài có thể hỏi chúng ta là cảm nhận của em về 7 câu thơ này. Đúng chưa? Đề bài cơ bản là cảm nhận của em về 7 câu thơ. Đề bài khác thì có thể yêu cầu chúng mình là cảm nhận và nêu ra quá trình hình thành tình đồng chí. Đúng chưa nào? Nhá. Và một đề bài khác thì lại yêu cầu chúng ta là gì? À, phân tích những cơ sở hình thành nên tình đồng chí đã được tác giả chính hữu thể hiện trong đoạn thơ này. Đó, vậy là cách hỏi khác nhau, vấn đề nghị luận cũng khác nhau đấy. Vậy nên khi mà chúng mình chia bố cục phân tích là chúng ta phải song song kết hợp giữa kiến thức nền chúng ta được học và việc chúng ta xác định đúng vấn đề nghị luận. Ok chưa nào? Thế thì cái thứ tự phân tích này này phải luôn luôn xoay quanh vấn đề nghị luận, phải làm rõ cho vấn đề nghị luận. Đó, ok chưa? Được không? Đấy, thế thì ở đây nhá, chị lấy ví dụ để các bạn hình dung này. Phần này nó sẽ hơi khó một chút xíu, bởi vì nó gần giống nhau nhưng thật ra về bản chất thì nó lại khác nhau đấy. Đây, ở đây cùng là 7 câu thơ này nhá. Với đề bài là phân tích 7 câu thơ thì chúng mình sẽ phân tích theo bố cục là 2-2-2-1. Đó, ok chưa? Để làm rõ nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ này. Thế nhưng một đề bài khác yêu cầu chúng ta là phân tích về hình ảnh người lính ở trong đoạn thơ này. Được chưa? Ok chưa? Nhớ phân tích hình ảnh người lính ở trong đoạn thơ này. Thế thì bây giờ chúng mình thay vì việc cứ phân tích lần lượt hai câu một rồi đến câu cuối cùng, thì chúng ta phải chỉ ra được những vẻ đẹp của người lính hiện lên ở trong đoạn thơ. Ok chưa? Đầu tiên là hình ảnh của người lính trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, xuất thân từ những người nông dân mộc mạc, giản dị nhưng mang trong mình tinh thần yêu nước. Ta có thể phân tích qua 4 câu thơ đầu. Ok chưa? Nhá, sau đó là người lính khi mà tham gia vào trong quân ngũ, họ dành tình cảm yêu thương gắn bó đùm bọc với nhau, đối xử chân thành với nhau bằng tất cả cái tình cảm và bằng tất cả tình yêu thương của mình. Đúng không? Chúng ta sẽ phân tích 2 câu thơ tiếp. Và cuối cùng, biểu hiện cao đẹp nhất của vẻ đẹp tinh thần của người lính trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp thể hiện rõ nhất qua tình đồng chí. Đấy, nó sẽ khác, đúng không nào? Nó sẽ khác về mặt bố cục phân tích, sẽ khác về việc mà chúng mình diễn đạt đấy. Ok chưa? Và trong quá trình chúng mình lập dàn ý thì cái này là cái cần phải chú trọng nhiều nhất. Bởi vì đây sẽ là cái định hướng cho chúng ta. Nếu như các bạn không xác định đúng thì định hướng của chúng mình cũng sẽ bị sai. Mà hướng đi sai rồi thì bài viết làm sao đúng được đây? Đúng chưa nào? Ok chưa? Nhớ, đặc biệt là những bạn chúng ta thi học sinh giỏi hay là những bạn mà chúng mình thi vào chuyên thì các bạn phải để ý điều này cho chị. Được không nào? Bài văn của chúng ta ấy, trước khi mong muốn nó hay thì nó phải đúng cái đã. Là nó phải làm rõ yêu cầu của đề bài trước đã. Ok chưa? Không phải là cứ đặt bút xuống là phân tích đâu. Không phải là cứ bê nguyên si kiến thức nền vào là được đâu. Được không nào? Rồi, thì đấy là bước số 2 nhá. Sau khi chúng mình chia bố cục phân tích, bây giờ đến với bước số 3. Là chúng mình sẽ đi thiết lập từng ý nhỏ ở trong mỗi phần phân tích, trong mỗi ý đấy. Đây, ở đây chúng mình chia bố cục phân tích để chia ra được thành các ý chính. Thế thì bây giờ trong mỗi ý chính chúng ta cần phải thiết lập hệ thống ý nhỏ. Ở đây thì chị không đặt là luận điểm hay là luận cứ hay là như thế nào, bởi vì là còn tùy vào việc chúng ta thiết lập cái dàn ý chung như thế nào, được không? Nên chị cứ gọi chung là ý chính và ý nhỏ. Các em hình dung ra được, đúng không? Chúng ta cứ hình dung ý chính là một cái phần lớn như thế này, thì bây giờ ý nhỏ là từng cái phần nhỏ ở trong cái bài đấy. Ok chưa? Đó, ví dụ như là với 7 câu thơ này thì ý chính đầu tiên là 2 câu thơ đầu là cơ sở đầu tiên hình thành nên tình đồng chí, đó chính là việc cùng cảnh ngộ xuất thân. Đó, thế thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi thiết lập từng ý nhỏ trong quá trình phân tích 2 câu thơ này. Đây, bây giờ sẽ là phần các bạn cần phải chú ý nhiều nhất cho chị nhá. Đây, cần phải chú ý nhiều nhất cho chị khi mà chúng mình lập dàn ý phân tích thơ hiện đại, đó chính là việc thứ nhất,
phải luôn luôn đi từ nghệ thuật đến nội dung, tức nghĩa là các bạn phải khai thác cho chị hệ thống các biện pháp tu từ. Được không? Rồi là gì? Cách mà tác giả sử dụng những từ ngữ, hình ảnh. Chúng ta còn cần phải chú ý thêm cả về nhịp thơ, giọng điệu. Nhớ chưa? Từ những điều này xong rồi chúng ta mới suy ra được nội dung. Đó. Ví dụ nhá, ví dụ là chúng ta có hai câu thơ đầu trong bài thơ Đồng Chí đi. Chúng ta cần phải thiết lập một dàn ý để phân tích hai câu thơ này. Trước tiên chúng ta đọc lên chúng ta sẽ thấy này. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Thế thì đầu tiên hai câu thơ đầu có sử dụng hình ảnh đăng đối. Đúng không nào? Quê hương anh và làng tôi. Đó, quê hương anh và làng tôi. Rồi đối giữa nước mặn đồng chua và đất cày lên sỏi đá. Việc mà đăng đối như vậy giúp chúng ta hình dung ra được là cả anh và tôi đều xuất thân từ những miền quê nghèo. Đúng không? Cả anh và tôi đều xuất thân từ những miền quê nghèo. Cụ thể hơn nữa thì quê hương và làng là những danh từ chung, nhưng khi đi kèm với những đại từ chỉ anh và tôi thì đó đã trở thành những miền quê cụ thể. Những miền quê ấy có điểm gặp gỡ với nhau khi tác giả vận dụng sử dụng thành ngữ dân gian. Nước mặn đồng chua là cụm từ mà xuất phát từ từ cái thành ngữ gì nhỉ? À, từ thành ngữ là đồng chua nước mặn. Đúng không? Chỉ nơi ven biển đất phèn chua ngập mặn. Rồi đất cày lên sỏi đá là xuất phát từ thành ngữ nơi mà à chó ăn đá gà ăn sỏi. Đúng không? Thế thì cả hai cái cụm từ này nó đều xuất phát từ thành ngữ. Và việc vận dụng thành ngữ như vậy, tác giả cùng muốn nói đến những miền quê nghèo khó, đất đai thì khó canh tác. Đó là nơi ven biển đất phèn chua ngập mặn. Đó là nơi trung du hay là vùng núi, đất đai khô cằn khó canh tác. Tất cả đó đều tạo nên dấu ấn về hai miền quê nghèo khó. Và thêm nữa, khẳng định cả anh và tôi đều là những người nông dân. Được không nào? Mặc dù quê hương anh và làng tôi, mặc dù vị trí địa lý thì khác xa nhau, cách xa nhau, nhưng nó đều chung một cái đặc điểm, đó chính là đều là những miền quê nghèo. Và anh và tôi đều là những người nông dân. Đúng không nào? Họ xuất thân từ những miền quê nghèo và đều là những người nông dân. Vậy từ đó chúng ta có thể khẳng định được rằng hai câu thơ đầu tác giả đã gợi nhắc và khiến cho bạn đọc hình dung ra được cơ sở đầu tiên hình thành nên tình đồng chí. Đó chính là việc những người lính này có hoàn cảnh xuất thân tương đồng với nhau. Và thứ hai là họ cùng chung giai cấp. Thực tế đã cho thấy rằng là gì? Việc cùng chung giai cấp đó là một cái cơ sở rất quan trọng, là cái cơ sở bền vững để người ta có thể thấu hiểu cho nhau, hiểu cho những nỗi vất vả của nhau và cùng nhau hướng về một mục đích chung. Được không nào? Các bạn hình dung ra không? Đó, đấy. Thế thì khi mà chúng mình thiết lập ý trong quá trình phân tích thơ nhá, thì các bạn có thể làm cái động tác giống như chị này này. Chúng ta gạch chân hoặc là chúng ta khoanh tròn. Khi chúng ta gạch chân, chúng ta có thể gạch luôn vào đề cũng được, hoặc các em có thể viết ra nháp rồi gạch vào nháp cũng không sao. Thì chúng ta có thể nhìn vào thôi là chúng mình biết là phải tập trung vào hình ảnh nào. Được không? Tập trung vào hình ảnh nào. Và nếu như kỹ hơn nữa, chúng ta đánh dấu số 1, số 2 để biết là phân tích hình ảnh nào trước, phân tích hình ảnh nào sau. Đó cũng là lý do mà trong quá trình mà soạn tài liệu cho các bạn thì chị đều bôi màu khác nhau cho những hình ảnh mà chúng ta phân tích, để các bạn biết được là à, hình ảnh này thì đi kèm với hình ảnh này. Ví dụ như là quê hương anh và làng tôi thì sẽ cùng bôi màu vàng chẳng hạn. Rồi nước mặn đồng chua và đất cày lên sỏi đá thì cùng bôi màu xanh chẳng hạn. Để chúng ta biết được rằng là chúng ta sẽ lần lượt đi phân tích là quê hương anh và làng tôi, rồi nước mặn đồng chua và đất cày lên sỏi đá. Đấy, các bạn hình dung ra không nào? Được không? Ok chưa? Nhá. Vậy là ở đây chúng ta thấy được rằng giữa những người lính thì giữa họ đã hình thành nên cái sự tương đồng đầu tiên, đó chính là việc cùng chung hoàn cảnh xuất thân, cùng chung giai cấp. Họ đều là những người nông dân chân lấm tay bùn và bây giờ rời bỏ tay cuốc tay cày, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc để cùng tập hợp và cùng chiến đấu chung một chiến hào. Đó, ok chưa nào? Được không?
Ừ, nhớ, vậy là giữa anh và tôi là sự tương đồng về giai cấp và cảnh ngộ xuất thân. Họ đều là những người nông dân từ những miền quê nghèo khó. Và theo lẽ thường thì sự đồng cảnh chính là cơ sở đầu tiên tạo nên mối đồng cảm. Mối đồng cảm giai cấp vốn là một điều quan trọng để tạo nên sức mạnh đồng khởi. Đúng như nhà thơ Chính Hữu đã từng chia sẻ rằng là gì? Tôi rất thích những người đồng đội gốc nông dân. Họ rất là mộc mạc, giản dị, yêu thương nhau, đoàn kết với nhau, tạo thành một sức mạnh không thể ngờ. Đó, được không nào? Em có thể đan cài vào đó quá trình chúng ta liên hệ mở rộng, liên hệ với những nhận định, chia sẻ của tác giả hoặc là liên hệ với những đoạn thơ khác. Ok chưa? Đấy là phần cơ bản nhá. Đấy là phần cơ bản. Tương tự với tiếp tục những cái cụm, tiếp tục với những cái cặp câu tiếp theo, các bạn cũng sẽ thiết lập ý như vậy. Cụ thể chị đã để ở trong phần tài liệu rồi. Các bạn làm đầy đủ các bước để chúng mình nhận tài liệu nhá. Ok chưa? Đó là bước 3. Tiếp tục có một bước này chị thấy các bạn hay quên. Có một cái bước này các bạn hay quên này. Đó chính là gì? Đó chính là chúng ta quên mất không đánh dấu vào. Trong quá trình chúng mình lập dàn ý, chúng mình quên mất không đánh dấu vào luận điểm hay là cái ý nào mà chúng ta muốn liên hệ mở rộng. À, đây, chú ý thêm cho chị một bước nữa nhé. Đó chính là bước 4. Hãy giúp chị làm thêm một thao tác nhỏ thôi. Chúng ta đánh dấu vào. Vào cái ý mà chúng mình muốn liên hệ mở rộng. Ok chưa? Thế thì khi mà chúng mình viết, chúng mình sẽ không bị quên. Thậm chí các em có thể viết luôn cái đoạn thơ mà ta muốn liên hệ mở rộng ra, để tránh cái việc lúc đang viết vội quá, gấp quá, hồi hộp quá, quên mất. Đó, có thể là những đoạn thơ liên hệ mở rộng nó đến bất chợt trong đầu của chúng ta trong quá trình chúng mình viết đấy. Không phải là cứ muốn nghĩ đến là nhớ ra đâu, nó sẽ đến bất chợt. Thế nên thay vì việc là để cứ để cho nó hiện hữu ở trong đầu của mình và tự cái đầu của mình cứ phải tự sắp xếp, tự nhớ là tẹo nữa viết đến phần này nhớ là phải liên hệ mở rộng, thì tại sao chúng ta không đánh dấu luôn vào trong dàn ý nhỉ? Đúng không nào? Chúng ta cứ hình dung dàn ý của chúng ta có những gạch đầu dòng như thế này chẳng hạn, rồi chúng ta có những dấu cộng như thế này chẳng hạn. Thế thì bây giờ chúng ta chỉ làm thêm một thao tác nữa thôi, đánh cho chị một cái dấu sao vào cái ý mà chúng ta muốn liên hệ mở rộng. Chị lấy ví dụ nhé, khi chúng ta thiết lập dàn ý cho việc phân tích 7 câu thơ đầu này, thì chị muốn liên hệ mở rộng ở cái từ này. Đây này, đến câu cuối thì chị muốn liên hệ mở rộng để chỉ ra được cái ý nghĩa thiêng liêng của tình đồng chí đồng đội. Có thể trong thời buổi ngày nay, tình đồng chí đồng đội hay thậm chí là hai tiếng đồng chí nó chỉ đơn giản là cách xưng hô thôi. Là những cái đại từ nhân xưng nó rất dễ nhòe mờ đi cùng với rất nhiều những đại từ nhân xưng khác, cùng với cả sự thay đổi của cuộc sống. Nhưng trong thời kỳ chiến tranh ấy, có thể nói là không có một thứ tình cảm nào thiêng liêng hơn tình đồng chí giữa những người lính với nhau. Giữa những người lính với nhau ấy thì họ có thể đặt cái tình đồng chí này cao hơn tất thảy. Bởi vì sao? Trong quân ngũ, họ coi nhau là tất cả. Họ đã bỏ lại gia đình, bỏ lại quê hương, đúng không nào? Họ đã bỏ lại những người yêu thương nhất. Thế thì bây giờ những người mà kề vai sát cánh cùng với mình sẽ là tất cả đối với mình, là gia đình, là người yêu thương, và thậm chí họ cùng vào sinh ra tử. Thế nên tình đồng chí này này nó thiêng liêng lắm. Để làm rõ được điều đó thì chị muốn liên hệ với cả những vần thơ của tác giả Tố Hữu, được không nào? Để thấy được rằng nhá, ở đây hai tiếng đồng chí cất lên, chúng ta vẫn sẽ phân tích như bình thường, chỉ ra được những ý nghĩa của từ đồng chí ở đây. Trước tiên là nó có ý nghĩa mang tính bản lề, khép lại đoạn thơ trước và mở ra đoạn thơ sau. Nó là kết quả, là sự kết tinh của cả một quá trình từ anh tôi xa lạ, rồi đến anh với tôi, rồi đến là gì? Rồi đến là đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ và cuối cùng là đồng chí. Đấy là ý nghĩa đầu tiên của từ đồng chí nhá. Ý nghĩa thứ hai là về mặt giọng điệu. Giọng điệu của hai chữ này kết hợp cùng với cả dấu chấm cảm, nó đã tạo nên một sự lắng đọng không, đã lắng đọng vô cùng. Đúng không? Tạo nên một sự lắng đọng để chúng ta thấy được đây như là một cái thành quả, như một trái ngọt kết tinh của cả một quá trình, là trái ngọt kết tinh từ tình cảm mà những người lính dành cho nhau, là trái ngọt đi từ những sự tương đồng. Đây, từ đồng cảnh nhá, đồng ngũ, đồng cảm và bây giờ là đồng chí, đúng không? Ok chưa? Đó, đấy là ý nghĩa thứ hai của tình đồng chí. Và ý nghĩa thứ ba, ở đây tình đồng chí không chỉ đơn giản, hai chữ đồng chí ấy, nó đã đúc kết và nâng lên ý nghĩa của mối quan hệ này. Đó là ý nghĩa rất đỗi bình dị nhưng vô cùng thiêng liêng của tình đồng chí.
trong quân ngũ và đặc biệt là trong thời kỳ chiến tranh. Trong bối cảnh của những năm tháng chiến tranh ấy, thì tình đồng chí có thể còn được đặt cao hơn, thiêng liêng hơn tất cả những tình cảm thông thường khác của con người, như là tình cảm cha con hay tình cảm gia đình. Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết: lớp cha trước, lớp con sau đã thành đồng chí chung câu quân hành. Hay thậm chí trong tình yêu đôi lứa, là một thứ tình cảm vô cùng riêng tư, thì tình đồng chí vẫn được đặt cao hơn tất thảy. Đó, ví dụ như vẫn là trong những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu nhé: anh nắm tay em sôi nổi vụng về, mà nói vậy trái tim anh đó rất chân thật, chia ba phần tươi đỏ. Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Em xấu hổ thế cũng nhiều anh nhỉ, và hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí. Đó, được không nào? Ok chưa? Hay chúng ta cũng đã từng rất xúc động với lời nói của chị Út Tịch khi mà nói với người chồng của mình là hai người đồng chí. Người vợ, người chồng đều là đồng chí cùng chiến đấu dưới một chiến hào. Tôi chia lửa cho đồng chí nhé. Đúng không? Vậy là trong quân ngũ và trong thời kỳ chiến tranh, chúng ta rất dễ để bắt gặp và hiểu được, cảm nhận được cái sự thiêng liêng của tình đồng chí đồng đội. Bởi vì sao? Bởi vì có được tình đồng chí là họ cùng nhau hướng về cái tương lai tốt đẹp của Tổ quốc. Khi Tổ quốc lâm nguy thì bất cứ ai có lương tri và trách nhiệm đều hiểu rằng cần phải đặt phần riêng tư của mình vào góc khuất của cuộc sống để mà lo cho việc nước. Đó cũng là một trong những lý do tạo nên sức nặng của hai tiếng đồng chí ở đây. Đấy, được không nào? Vậy là chúng mình có thể thấy là với 7 câu thơ nhưng phân tích được rất nhiều ý nếu như chúng ta lập ý ra một cách rõ ràng. Có thể những cái ý phân tích sẽ đến trong đầu của các em đấy, nó đến đột ngột lắm, không biết lúc nào mà lần đâu. Nên thay vì việc là chúng ta cứ chạy theo, nghĩ ra cái gì viết cái đấy, thì hãy định hướng trước cho mình đi, được không? Định hướng trước cho mình đi để chúng mình làm gì? Để chúng mình thuần thục trong việc viết này, chúng ta làm chủ thời gian và đặc biệt là tạo được điểm nhấn cho bài viết của mình. Nếu như các em cứ chạy theo là nghĩ gì viết đấy luôn ấy, thì đọc xong bài văn của các em không biết đâu là điểm nhấn đâu. Bởi vì các bạn sẽ hay mắc một cái tội là tham. Tham lắm, nghĩ ra cái gì viết cái đấy, cái gì cũng muốn đưa vào bài viết của mình. Thế là không có bước định hướng trước, không biết là mình sẽ tập trung vào cái ý nào. Một bài văn không phải cứ viết được nhiều là hay đâu. Một bài văn mà tập trung vào và làm rõ được một cái điểm sáng thôi, chỉ cần một thôi cũng đã rất là đặc sắc rồi. Đấy, được không nào? Bởi vì là viết nhiều ấy, viết rất nhiều, viết đầy đủ các ý thì ai chả viết được. Nhưng viết sâu và tập trung vào một ý thì không phải bạn nào cũng có thể viết được, đúng không nào? Nhớ, và bước lập dàn ý sẽ giúp các bạn chú ý về điều đó, sẽ giúp cho các em không bao giờ bị quên cái việc là chúng ta liên hệ mở rộng, hay là quên cái việc chúng ta sẽ đi sâu vào một ý nhỏ bất kỳ nào đó. Ok chưa? Các bạn hình dung ra không? Nhớ, đấy, thế là trong buổi hôm nay chúng ta đã nắm được thêm những cái bước cơ bản để xác lập được dàn ý trong quá trình phân tích thơ hiện đại. Và chị đã lấy ví dụ cho các bạn về 7 câu thơ đầu trong bài thơ Đồng Chí. Các em còn gì băn khoăn không? Các bạn còn gì băn khoăn không nào? Đã hình dung ra chưa? chị biết chứ. Chị biết là sau chiến dịch này có thể vẫn có những bạn chúng ta không lập dàn ý khi mà đi thi đâu. Chúng mình vẫn sẽ viết bài luôn. Thế thì chị đưa ra một giải pháp như thế này nhá. Cái lý do chủ yếu khiến cho chúng mình không lập dàn ý đó chính là nó tốn thời gian. Đi thi văn ý, thì thời gian bao giờ cũng là cái yếu tố gọi là gây khó khăn nhiều nhất cho chúng mình. Có thể chúng mình biết nhiều nhưng mà sợ là không đủ thời gian để viết. Nhưng cũng có những bạn là không biết viết cái gì cả. Đó, ok chưa? Rồi cũng có những bạn là nhìn các bạn xung quanh viết hồ hởi, rồi là viết hì hục như thế, mình chẳng viết được gì, mình cũng bắt đầu thấy hoang mang, không còn đủ bình tĩnh để mà lập dàn ý nữa. Thế thì thay vì việc mà chúng mình lập những cái dàn ý quá chi tiết, không ai bắt các bạn làm cái việc đấy cả, và chị cũng không bao giờ yêu cầu các bạn làm cái việc đấy cả, mà khi mà đi thi, lập dàn ý của chúng ta là gì? Các bạn thậm chí chỉ cần ghi ra những cái gạch đầu dòng với những từ chính thôi cũng được. Được không? Hoặc thậm chí các em có thể là ghi luôn. Đây này, chúng ta vạch luôn vào trong đề bài trích thơ ra cho chúng ta chẳng hạn. Chúng ta vạch ra luôn. Đó, 2, 2, 2, 1. Rồi gạch chân vào những từ ngữ cần phải phân tích. Thế là ok rồi. Rồi đánh dấu vào đoạn nào mà chúng ta muốn liên hệ mở rộng. Thế là ok rồi. Được không? Còn lại thì sẽ để cho cái việc chúng ta học kiến thức nền và phát huy kiến thức nền để chúng mình viết cụ thể thôi. Đó, thì như vậy chúng ta chỉ tốn khoảng độ 3 phút đến 5 phút để chúng ta lập dàn ý thôi. Đó, được không nào? Và chúng ta cứ bám sát cái dàn ý đấy để chúng mình viết nhá. Rồi, ok chưa?
Đúng rồi đấy, chính xác. Vậy là tóm lại, dàn ý là một bước rất là quan trọng trong quá trình chúng mình viết. Nhưng dàn ý không phải là các bạn viết một cách chi tiết ra, mà dàn ý chỉ là một cái định hướng thôi. Vậy làm thế nào để chúng ta chủ động định hướng được? Chúng ta nắm rõ được bản chất của các tác phẩm, được không nào? Chúng ta nắm rõ được kiến thức nền của các tác phẩm. Đó, rồi chúng ta như chị đã nói đấy, một lợi thế của chúng mình là được học các tác phẩm và thi vào những cái tác phẩm đó, chứ không phải là thi vào một tác phẩm hoàn toàn mới và yêu cầu chúng ta phải phân tích thật là kỹ càng, phải thật là sâu. Không, chúng mình vẫn được thi vào những tác phẩm chúng ta học. Thế nên rằng hãy tận dụng cái lợi thế đó bằng việc tập trung học về kiến thức nền và trau dồi trong quá trình chúng ta luyện đề nhá. Được không? Tập trung học vào kiến thức nền và trau dồi trong quá trình luyện đề. Đó, thì chúng ta sẽ có được một cái phần nền tảng vững chắc. Và phần nền tảng đó sẽ giúp chúng ta định hướng trong quá trình chúng mình lập dàn ý đi thi. Vậy nên về phần kiến thức nền thì các bạn có thể tham gia trong khóa học VIP 2 cùng với chị, để chúng ta đào sâu về tất cả các tác phẩm và các đoạn trích ở trong chương trình. Văn học trung đại chúng ta có Chuyện Người Con Gái Nam Xương này, ba đoạn trích trong Chuyện Kiều này. Rồi đến văn học hiện đại chúng ta có thơ hiện đại, có văn xuôi hiện đại. Tất cả đều học thật là kỹ và thật là chi tiết. Bật mí với các bạn là nội dung ở trong tài liệu chúng ta được nhận sau buổi hôm nay cũng là phần nội dung được trích trong tài liệu của khóa học, để các em hình dung ra được là chúng ta sẽ đi cặn kẽ như thế nào. Hiện tại thì các bạn vẫn có thời gian. Chị cũng khẳng định luôn là các em học từ đầu năm thì nó sẽ lợi thế hơn rất là nhiều so với việc chúng ta học cấp tốc. Có những bạn thì chia sẻ với chị rằng là gì? Em biết là chị có một khóa học cấp tốc dành cho các bạn ôn thi, thế nên là em để dành đến lúc đó em mới học. Thì lúc đó ấy, lúc đó không phải là cái giai đoạn để chúng ta trau dồi nữa rồi, mà lúc đó là chúng ta phải tăng tốc. Vậy thì tại sao bây giờ có thời gian các bạn lại không tận dụng và xây cho mình một cái nền thật là chắc đi? Đúng không nào? Nhớ, đó, nên là trong khóa học VIP 2 khai giảng vào ngày 13 tháng 10, chúng ta sẽ bắt tay ngay vào quá trình đi học kiến thức nền luôn. Học về tất cả các tác phẩm trong chương trình trước, sau đó thì bước sang phần học phương pháp, và cuối cùng học về nghị luận xã hội, học về đọc hiểu, rồi sau đó luyện đề. Ok chưa? Nhớ, và có một tin vui dành cho các em là tất cả các bạn tham gia vào chiến dịch lập trình văn học này đều được hưởng ưu đãi về mặt học phí nhá. Và chỉ diễn ra trong 4 ngày chúng ta tham gia chiến dịch thôi. Thế nên các em có thể nhắn tin luôn về cho chị để nhận thông tin về khóa học. Ok chưa? Còn về mặt tài liệu ngày hôm nay sẽ là phần tài liệu bao gồm 2 phần chính. Một là phương pháp để chúng ta lập dàn ý khi phân tích thơ. Và thứ hai là chúng ta sẽ có phần ví dụ dàn ý và viết chi tiết đối với 2 đề bài mà hôm nay chúng ta học. Đề bài hôm qua là đề bài về Kiều Lồng Ưng Bích, và đề bài hôm nay là 7 câu thơ đầu trong bài thơ Đồng Chí. Chúng ta sẽ có phần dàn ý và phần viết mẫu chi tiết dựa theo dàn ý đấy luôn. Ok chưa? Nên là để nhận tài liệu đó, các bạn đừng quên làm đầy đủ các bước nhé. Chụp lại phần phát trực tiếp này, được chưa? Thứ hai là chúng ta chia sẻ phần phát trực tiếp ngày hôm qua và ngày hôm nay. Thứ ba là tag bạn bè của mình vào trong phần bình luận, tối thiểu là 5 bạn bè nhé. Đó, sau đó thì ghi lại tất cả các bước đó và gửi về cho chị, thì chị sẽ gửi tài liệu cho các bạn, được chưa? Được không nào? Ok không? Rồi, ở đây có rất nhiều những cái tên quen thuộc ở trong khóa VIP 1 cùng với chị. Các bạn cũng đang rất là lắng nghe, đúng không nào? Khóa VIP 1 thì các bạn học xong, học sắp xong về phần thơ hiện đại kỳ 1 rồi, chuẩn bị sang văn xuôi hiện đại kỳ 1 và chuẩn bị sang kỳ 2 rồi. Thật sự là hôm qua khi mà đồng hành cùng với các bạn và các em chia sẻ là cảm thấy nhanh, mà bản thân chị cũng cảm thấy thật sự rất là nhanh luôn ấy. Là chúng ta đã học được khá là nhiều kiến thức nền rồi. Mong rằng là khi chúng ta bước vào năm học rồi, chúng ta không bị quá nhiều áp lực, để các bạn vẫn dành ra thời gian cần thiết để chúng ta học môn văn nhá. Được không? Đúng rồi đấy, chính xác. Các em làm xong đầy đủ các bước thì các em sẽ nhắn tin về cho fanpage. Và ở đây thì khi mà chúng mình đọc tài liệu, và nếu như các em cảm thấy là phần tài liệu này giúp cho các bạn dễ học hơn, các em có thể liên lạc lại với chị để tham khảo, tham gia khóa học VIP 2. Và bởi vì là đây là phần tài liệu được trích từ trong tài liệu của khóa học VIP, được không nào? Nhớ, chị trích một chút xíu để các bạn hình dung ra được dàn ý thì sẽ như thế nào, và ứng dụng cái dàn ý đó, áp dụng cái dàn ý đó để chúng mình viết bài viết hoàn chỉnh thì ra làm sao, được không? Đúng rồi đấy, chính xác. Ở đây ấy, là chúng ta sẽ có 2 buổi để nhận tài liệu, buổi hôm nay và buổi chủ nhật. Nhưng mà để nhận tài liệu thì tất cả các buổi học các bạn đều cần phải làm các bước như chị hướng dẫn, có 3 bước đấy. Bước 1 là chúng ta chụp ảnh màn hình phần phát trực tiếp, nhưng phải có các bạn khác cũng đang xem cùng với chúng ta cơ. Bước 2 là chúng mình chia sẻ phần phát trực tiếp tất cả các buổi học nhá.
Bước 3 là chúng ta tag 5 bạn bè của mình vào trong phần phát trực tiếp đó, cũng là tất cả các buổi học luôn. Đó, tất cả các bước đấy đều áp dụng cho cả 4 buổi học, nhưng chúng ta sẽ nhận vào 2 lần. Đó, chị sẽ chia ra thành 2 bộ tài liệu. Để nhận được trọn bộ 2 cái tài liệu đó thì các bạn cần phải làm đầy đủ các bước như chị vừa mới hướng dẫn nhá. Ok chưa? Rồi. Ngày hôm qua thì các bạn có nhắn tin về cho chị và có hỏi về việc mà đăng ký tham gia khóa học VIP 2. Thế thì các anh chị cũng đã quyết định là sẽ dành ra những cái phần ưu đãi về mặt học phí cho các bạn chăm chỉ tham gia chiến dịch lập trình văn học này. Thế nên các em đừng bỏ lỡ cơ hội này để có thể tham gia một khóa học. Chúng ta học từ tháng 10 cho đến khi mà chúng mình thi nhá. Được không? Lộ trình của khóa học này, thời gian học như thế nào, các bạn có thể nhắn tin về cho chị để nắm được thông tin cụ thể. Ở đây chị bật mí trước là chúng ta sẽ học 2 buổi một tuần. Chúng ta sẽ học 2 buổi một tuần và chúng mình học từ tháng 10 cho đến khi mà chúng mình thi. Tức nghĩa là phần kiến thức và phần luyện đề các bạn chúng ta học cùng với nhau. Sau đó thì sẽ có những buổi học linh động, là những buổi mà các anh chị trợ giảng chữa bài cho chúng mình. Đấy, được không nào? Bên cạnh 2 buổi cố định một tuần thì chúng ta sẽ có những buổi linh động để các anh chị trợ giảng chữa bài cho chúng mình nữa. Ok chưa? Vậy nhá. Rồi. Đối với buổi học ngày hôm nay thì chị chuẩn bị kết thúc rồi đây này. Bạn nào mà chưa chụp ảnh màn hình lại thì nhanh chóng. Nhớ chưa? Rồi. Ok, như vậy nhá, các em cứ làm các bước, sau đó thì nhắn tin về cho chị để nhận tài liệu. Và nhớ là buổi ngày mai, buổi ngày kia vẫn vào học bình thường cùng với chị, nhớ chưa? Để chúng ta nhận đầy đủ phần tài liệu. Hôm nay học xong phân tích thơ rồi này, ngày mai và ngày kia chúng ta sẽ chuyển sang phân tích văn xuôi trung đại, văn xuôi hiện đại, phân tích như thế nào. Được không nào? Ừ, rồi, còn bây giờ cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học ngày mai nhá. Bye bye!